Ngọc Thật và Nhật Tân kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý khán giả cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra ngày qua. Trong năm 2020, Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện di dời đường điện để mở rộng đường DT782, DT784. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Tây Ninh do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài đường điện cần di dời là trên 17 km, đoạn từ cầu K13 thuộc địa phận xã Bào Năng đến xã Bào Đầu, huyện Dương Minh Châu, với tổng giá trị công trình 17,6 tỷ đồng. Vào tháng 3 năm 2020, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Tây Ninh đã buộc phải dừng hợp đồng làm việc với 14 huấn luyện viên. Trong đó có những huấn luyện viên giàu thành tích, xuất thân là vận động viên, đã có thời gian làm việc lâu dài với trung tâm. Lý do buộc phải dừng hợp đồng là do các huấn luyện viên này không có bằng đại học theo quy định. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp ven sông Sài Gòn tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng vừa được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt. Trung tâm logistics, cảng cạn IDC và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng có tổng diện tích hơn 259 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng với tính chất là khu phức hợp đa chức năng, có hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, nhằm khai thác tối đa lợi thế trung chuyển các luồng hàng hóa nội địa, xuất khẩu và quá cảnh của vùng thành phố Hồ Chí Minh, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy nội địa và đường hàng hải, tạo điều kiện và khai thác hiệu quả luồng tuyến đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn, giảm sức ép vận tải đường bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quý khán giả thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi và bánh Trung Thu là một món bánh truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết đoàn viên. Để chúng ta ngồi quây quần cùng với gia đình, thưởng thức bánh, uống trà thì còn gì tuyệt vời nữa, đúng không Nhật Tân? Chính xác là như vậy rồi Ngọc Thật ạ. Hiện tại thì Nhật Tân thấy có nhiều loại bánh ngon lạ, nhưng mà bánh Trung Thu nướng truyền thống thì vẫn luôn được nhiều người yêu thích nhất. Và đó cũng là lý do mà hôm nay chương trình có sự xuất hiện của một khách mời để bật mí cách làm bánh Trung Thu nướng nhân thập cẩm truyền thống mà quý vị có thể tự làm tại nhà và thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Hôm nay Trinh sẽ giới thiệu mọi người làm bánh Trung Thu thập cẩm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bước trộn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cho các nguyên liệu này vô với nhau và chúng ta sẽ trộn đều nó lên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nước sốt trong nhân thập cẩm. Thì trong nhân thập cẩm chúng ta sẽ gồm có rượu, một ít dầu ăn, một muỗng dầu hào. Mọi người có thể sử dụng rượu trong này là có thêm một chút xíu rượu mai quế lộ và một muỗng xì dầu. Đầu tiên chúng ta sẽ trộn đều cái thau này. Chúng ta sẽ cho bột bánh dẻo vào. Chúng ta sẽ quậy tan cái nước sốt, hỗn hợp nước sốt hồi nãy và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ vào từ từ. Rồi chúng ta sẽ trộn đều một lần nữa. Bây giờ chúng ta còn dăm bông và lá chanh chúng ta cho vào luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đến khi cảm nhận nhân của mình nó đã dẻo, có độ kết dính. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn làm vỏ bánh. Làm vỏ bánh bây giờ sẽ bao gồm dầu ăn, nước đường bánh nướng, bột Lion. Chúng ta sẽ chia bột mì cho vào đây làm hai phần, trộn đều từ từ. Rồi, sau khi chúng ta đã trộn tương đối đều xong, chúng ta sẽ tiếp tục để cái hỗn hợp vỏ bánh Trung Thu này nghỉ thêm khoảng 30 phút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới phần ráp bánh. Chúng ta sẽ bắt đầu cán vỏ.
cho bánh ngô khô. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cọ này chúng ta chấm cái hỗn hợp nước quét mặt. Bây giờ Trinh đã hoàn thành xong quy trình làm bánh trung thu thập cẩm. Chúc các bạn ở nhà làm thật là thành công nhé. Thưa quý khán giả, tình hình thời tiết trong những ngày gần đây có nhiều cơn mưa bất chợt. Vì vậy, mọi người khi mà ra ngoài đường thì nhớ là mang theo áo mưa và cẩn thận phòng tránh mưa dông. Và để biết thêm chi tiết thì sau đây, Nhật Tân và Ngọc Thật cùng quý vị gặp gỡ Việt Anh để cập nhật thông tin thời tiết hôm nay nha. Việt Anh xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay nhiều mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm từ 83 đến 87%. Ngoài ra, quý khán giả cũng cần lưu ý đề phòng sét và gió giật mạnh. Mực nước cao nhất trên sông Dàm Cỏ Đông từ 0,60 đến 0,65 m. Thưa quý khán giả, trong khi dịch bệnh COVID-19 còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ, thì bệnh sốt xuất huyết cũng đang trở nên gia tăng. Đặc biệt là trong mùa mưa bão, bệnh sốt xuất huyết đến nay thì chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt lăng quăng bọ gậy và phòng mũi đốt để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạng, thực hiện ngủ màng, mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch, đồng thời khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hy vọng những thông tin về thời tiết ngày hôm nay và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và những thông tin mà Việt Anh chia sẻ sẽ hữu ích cho sức khỏe của quý vị. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bây giờ xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý về các giải đấu thể thao diễn ra trong ngày hôm nay và rạng sáng mai. Thưa quý vị và các bạn, vòng 3 giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021 sẽ tiếp tục sôi động với những trận đấu đầy hấp dẫn của những ông lớn bóng đá Anh. Trong đó, trận đấu giữa hai đội Tottenham Hotspur Newcastle United sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2020 trên sân vận động Tottenham Hotspur. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần một chiến thắng để khẳng định vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với việc thua trận đầu tiên, đội chủ nhà đang tạm đứng thứ 15 trên bảng đấu. Trong khi đó, đội khách trong giai đoạn gần đây gây ấn tượng với chiến thắng khá thuyết phục 2-0 ngay tại trận đấu đầu tiên. Có thể nói với một khởi đầu thuận lợi nên trận đấu sắp tới họ sẽ có tinh thần khá là thoải mái khi ra sân. Và vòng 3 cũng chứng kiến những cuộc đối đầu hấp dẫn khác giữa Man City và Leicester City, trong khi West Ham đón tiếp Wolves. Còn tại La Liga, trên sân nhà Nou Camp, nhà đương kim Á quân Barca sẽ tiếp đón đối thủ khó nhằn Villarreal trong trận cầu muộn nhất và tâm điểm vòng 3. Hãy xem Barcelona có đánh bại đối thủ như hai lượt đấu mùa trước để khẳng định tham vọng đòi lại ngôi vương. Hay tàu ngầm vàng của tân huấn luyện viên Unai Emery sẽ có chiến thắng ấn tượng. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 9. Còn với chiến thắng hủy diệt trong ngày đầu ra quân, Bayern Munich cho thấy thời đại mà họ thống trị Bundesliga dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một Hoffenheim sẽ khó lòng đứng vững trước Bayern trong trận đấu hôm nay, bởi còn nhớ trong khi Bayern Munich đang là nhà đương kim vô địch thì Hoffenheim chỉ có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kết quả và thông tin chi tiết các trận đấu cùng những tin tức thể thao hấp dẫn khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thể thao lúc 14 giờ 20 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ sẽ là nội dung tiếp theo của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, những chương trình giải trí hay và hấp dẫn của ngày cuối tuần ngay sau đây sẽ mang đến cho quý khán giả những giây phút thư giãn tuyệt vời bên gia đình. Hai thế lực đối nghịch nhưng cùng muốn loại bỏ kẻ mang mặt nạ. Đón xem tập 2 bộ phim Hồ Sơ Lửa phần 2 Người Ba Mặt phát sóng lúc 12 giờ. Bóng mồ thơm có kịp hồng báo tin vui. Cô
cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào sâu lắng trong tập 71 chương trình Tuyệt phẩm Bolero phát sóng vào lúc 13 giờ. Rất là bận rộn, em không tìm được giây phút bình yên trong tâm mình. Hãy cùng với MC Cát Tường lắng nghe những chia sẻ của ca sĩ Sĩ Luân về biến cố đã xảy ra với anh và cách mà anh đã lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Mời quý vị cùng đón xem tập 11 Hạnh phúc ở đâu phát sóng lúc 15:35. Quanh vùng mục tiêu, một thần đồng IT ẩn giật bất ngờ bị cuốn vào một phi vụ bất chính, cùng lúc phải đảm nhiệm hai vai trò hacker và tình báo. Liệu chàng trai trẻ chỉ đắm mình trong thế giới ảo có thể trở thành anh hùng ngoài đời thật hay không? Cùng đón xem phim Trò chơi giải mã vào lúc 20:05, một bộ phim hài hành động thích hợp thư giãn ngày cuối tuần. Thưa quý khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát vào lúc 6:30 hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc là cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Nhật Tân và Ngọc Thật xin kính chào và hẹn gặp lại.